Hello, chào các anh em, chào mỗi thằng mình. Mùa hè này thật là kỳ lạ với những cơn mưa liên tục kéo dài, có thể gọi là trong một tuần luôn. Và cộng thêm với việc mình xem lại những video mình đã upload lên để phục vụ các anh em thì cũng chưa có một cái chủ đề nào sử dụng mùi hương trong những ngày mưa phùn, mưa rào, mưa rông đó. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ đến các anh em 10 chai nước hoa mà các anh em có thể tham khảo để nếu mà nghe thấy tiếng sấm này, thấy mây đen đang vần vũ thì lập tức chúng ta lôi ra và xịt và chỉ cần đợi mưa xuống là hạ đòn luôn. Ok, và nếu như có thể thì mình rất hy vọng các anh em ủng hộ mình một vài sản phẩm để có thể qua thời điểm dịch này. Mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay, 10 chai nước hoa có thể sử dụng được trong những ngày mưa. Ok, let's go. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến ở đây đó là một sản phẩm có thể gọi là một mùi hương quốc dân trong những ngày mưa đối với cá nhân quan điểm của mình, đó là Lalique and Cranoyer. Với sự kết hợp giữa mực và vetiver tạo nên một cái mùi hương có thể gọi là có một cái nét trầm, có một cái nét sâu lắng. Và nếu như ngày hôm nay là một ngày mưa phùn, hơi ẩm ướt, chúng ta cần một cái mùi hương gì đấy nó có cái tính tự sự, nó có một cái tính nói chung là sâu lắng, thì mình nghĩ rằng Lalique and Cranoyer là một cái vũ khí rất thích hợp cho những ngày mưa như vậy. Vị trí số 10 của sản phẩm của nhà Lalique and Cranoyer. Ở vị trí số 9 là một sản phẩm của nhà Tom Ford Noir. Khác với phiên bản tiếp theo của nó là Noir Extreme, là một cái mùi hương vani rất là ngọt ngào, một chút hơi sexy, thì Tom Ford Noir có một cái cảm giác hơi tối với sự kết hợp giữa iris đó và amber, cộng thêm với hoắc hương nữa. Đấy là ba mùi hương có thể gọi là chủ đạo cho Tom Ford Noir. Thì như mọi người đều biết, hoắc hương nó mang hơi hướng một chút hơi ẩm của đất đó, thì chúng ta cũng có thể hình dung ra được bản chất mùi hương này là như thế nào. Nếu như các anh em đang nói thế nào nhỉ, chúng ta là một người không phải là ưa một sự sôi nổi, chúng ta là một người có một cái đánh giá nhìn nhận vấn đề, nó luôn luôn đầu tiên là chúng ta phải suy nghĩ trầm ngâm và luôn luôn suy nghĩ rất là lâu để đưa ra một kết luận, thì Tom Ford Noir cũng là một cái dạng mùi hương sẽ giúp cho chúng ta thể hiện cái phong cách đấy rất là rõ nét đó. Ở vị số 9, ở vị số 8 đấy là một sản phẩm của nhà Narciso Rodriguez và nó có tên là For Him. Đây là một mùi hương được pha chế bởi Maison Francis Cochard với cái mùi hương chủ đạo đối với mũi của mình, đó là xạ. Mỗi khi mình xịt và ngửi mùi hương này, mình luôn luôn cảm giác đó là một con đường đá nhỏ hai bên vệ đường, nó một cái gì đấy nó ẩm ướt, nó rêu phong với những cái rêu xanh bám ở bên vỉa hè, và chúng ta bước đi dưới cơn mưa trời nó hơi lâm thâm, mưa nó hơi nói thế nào, mưa hơi mưa phùn. Đấy là cảm giác của mình khi mỗi lần mình ngửi mùi hương của chai nước hoa này. Thì có nghĩa là mình vừa miêu tả cái cảm nhận của mình, thì chúng ta đều biết mục đích mùi hương này là sử dụng trong những dịp nào. Do vậy ở vị số 8, Narciso Rodriguez For Him. Ở vị số 7, đây là một sản phẩm của nhà Issey Mirake và nó có tên là Nui Issey. Mùi hương này mình nghĩ rằng không hay được nhắc đến nhiều. Khi mà nhắc đến nhà nước hoa này thì ngoài một vài sản phẩm của nữ còn là nam, thì mình nghĩ rằng mọi người chỉ biết đến Lady Say Pure Home. Ở chai nước hoa này với sự kết hợp giữa nhang là chủ đạo và một chút ngọt, cho nên mùi hương của nó tối nhưng không phải là một gọi là u tối, mà nó chỉ hơi một chút tối cộng thêm một chút vị ngọt. Nó luôn làm cho mình có một cảm giác, ví dụ như là anh em nào nếu đang cần một cái mùi hương như kiểu giống như một cái sự chuyển giao về tính cách ấy. Chúng ta trước thì đang cần sự ngọt ngào, nhưng bây giờ chúng ta bắt đầu có cái sự trưởng thành rồi và chúng ta đang cần một cái mùi hương để thể hiện bắt đầu cái sự chuyển giao về tính cách, thì Nui Issey chính là cái cây cầu để giúp chúng ta làm được cái điều đó. Tất nhiên rồi, vào những ngày mưa xịt chai nước hoa này không phải là một cái sự lựa chọn quá là tồi tệ đó.
ở vị trí số 6, Prada Lone Intense. Ok. Da thuộc, iris và đậu tuấn ca mix nên tạo nên cái mùi hương, và đối với mình đây là một mùi hương xuất sắc. Trong cái line của Prada Lom với cái sự low lom hoặc là blom, về cơ bản hai mùi hương của những hai chai đó là không có cái sự khác biệt đáng kể, chúng ta phải ngửi và so sánh thì mới biết được. Nhưng Prada Lom Intense lại là một cái câu chuyện khác, rất là nam tính, rất là lịch sự. Và anh em nào nếu mà cái kiểu phong cách gentleman quý ông ấy thì chúng ta nên tham khảo mùi hương của chai nước hoa này. Số 4 và số 3 là bộ đôi sản phẩm của nhà Cockland, đó là Lom EDP và Le Eastern Pour Homme. Đây là phiên bản cũ nhé, còn bây giờ là nó đã thay đổi chai mới. Ở Lom EDP là cái sự kết hợp giữa sherry và da thuộc, mùi hương rất là độc đáo, không đụng hàng, cực kỳ nam tính. Còn Le Eastern Pour Homme, quay bị ngược chai. Đây là một mùi hương gỗ mà đây là cacao, rất là ấm. Thì mình nghĩ rằng ví dụ trong những ngày mưa, đôi khi có những cơn gió lạnh, việc sử dụng một cái mùi hương có cái tông ấm là cacao cũng khá là hợp. Và với Lom EDP, nam tính sexy, thực sự là chai nước hoa này không chỉ vào mỗi ngày mưa, mà kể cả trong, mình nghĩ trừ những ngày trời quá nắng nóng thì không có làm gì, còn lại tất cả các dịp chai nước hoa này đều thể hiện rất là tốt cái bản cái thế mạnh mùi hương của nó. Do vậy tiếp theo đó là bộ đôi của nhà Cockland. Ok, mới đến số 4 thôi. Ở vị số 3 lại là một sản phẩm của nhà Prada, Amber Pour Homme Intense, một trong những chai nước hoa có sử dụng nốt hoắc hương và lại xuất sắc. Bất kỳ khi nào mà chúng ta muốn biết cái mùi hoắc hương cơ bản nó là như thế nào, nó là một cái mùi ẩm của đất đó, một cái mùi hương nó làm cho chúng ta nhớ đến những cái gì đấy nó thuộc về tự nhiên, có thể là rễ cây, có thể là một cái cành cây sát cùng với mặt đất, thì Prada Amber Pour Homme Intense sẽ là một cái giúp cho chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong cái việc tìm hiểu lốc hoắc hương. Và trong những ngày mưa, một chút mưa phùn, ẩm ướt, thì việc sử dụng chai nước hoa này cũng là một cái sự lựa chọn rất là thú vị. Đó là vị số 3. Ở vị trí số 2, một sản phẩm khá là nặng đòn, và khi mà chúng ta xịt thì nên chú ý liều lượng xịt. Cá nhân mình thì mình thấy nó không hề tệ, nhưng đối với một hai người bạn của mình thì nó là một cái gì đó rất là thảm họa. Nhưng không sao cả, đó là 24 Gold với một mùi hương kết hợp giữa trầm và vani rất là mạnh. Chúng ta nếu như kênh em nào ưa thích cái style kết hợp giữa gỗ và vani thì nên tìm hiểu em này, và cộng thêm với một cái sức mạnh rất là khá là nồng khi mà xịt, thì mình nghĩ rằng chúng ta nên có cái sự kiểm soát khi số lần xịt. Nhưng đổi lại đó là một cái mùi hương, chúng ta sẽ nhận được một cái mùi hương trong những ngày mưa, mình nghĩ rằng nó khá là ấm, một chút ngọt, một chút gỗ, không hề tệ. Đó ở vị số 2, 24 Gold. Và cuối cùng ở vị số 1, chai nước hoa nào mình nghĩ rằng sử dụng trong ngày mưa là hợp lý, Kilian Back to Black, một chút thuốc lá trong những ngày mưa ẩm ướt. Mình nghĩ rằng trong những ngày ẩm ướt như thế, việc sử dụng một mùi hương thuốc lá khô sẽ hợp lý hơn so với như kiểu Herod hoặc là Replica. Những kiểu Hero và một vài chai nước hoa khác có cái tông thuốc lá tầm mật ong, thuốc lá mềm ấy, thì mình nghĩ rằng không hợp. Nhưng với một tông thuốc lá khô, một chút ngọt, thì mọi người cảm giác người thấy nó sẽ đỡ buồn hơn khi mà ngày nào cũng phải ngồi ngắm
những cơn mưa cứ giả dích, mưa phùn lây phây, thì một cái mùi hương thuốc lá, đôi khi mình nghĩ rằng nó sẽ giúp chúng ta tâm trạng, nó đỡ cảm thấy chán ngấy hơn. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến anh em 10 chai nước hoa mà chúng ta có thể sử dụng trong những ngày mưa. Xin hy vọng các anh em cảm thấy video này, hãy like và share. Nếu mọi người cảm thấy video có giá trị thì đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.